Vú sữa là một trong những loại trái cây có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Gia tăng giá trị thương phẩm cho trái vú sữa và hướng đến thị trường xuất khẩu là cách sản xuất mà các nhà vườn trồng vú sữa cần hướng tới. Làm thế nào để đạt được hiệu quả này trong canh tác vú sữa? Trong các khâu chăm bón cần đặc biệt lưu ý điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 13 tháng 2 năm 2022 với phần tư vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.